Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Dạ không biết đạo tràng có nghe âm thanh con rõ không ạ? Dạ, dạ con cảm ơn đạo tràng. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa tu arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa pha ga wa tu arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa pha ga wa tu arahato samma sambuddhassa. Thamma de sanga ya chana gatha. Brahma chalo kathipati sahambati katanchali antivarang ayam chatha. Santi tasak tappara chakha chatika de se tu thammang anukambimang bachang. Sắc tham ma phê rin vinayan cha ca yan sút tan cha ban tham a phi tham ma chăm măng a cô ta yan tô cha tu sắc cha đan đăng vấp bồ tha nay ye parisa ya mat che. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được, trí tri vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng, kính cung thỉnh sư Pháp Thanh, từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Thất giác chi một, niệm giác, nghiệp giác chi, xá tí xâm bốt chanh gá. Dạ con kính dâng mít tài cho sư ạ. Dạ con kính và dạ, sa thú đã con đã thấy bàn tay của sư. Dạ con xin xuất mít ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Kính lãnh lễ chư tùng đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Hôm qua thì chúng ta học sơ lược về cái ý nghĩa về cái giác chi. Và hôm nay thì chúng ta vào cái phần thứ nhất là niệm giác chi, xá tí bố chân gá. Thì như quý vị thấy ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật đã dạy về cái sự quan trọng của sự thiết lập niệm ở trên bốn phần thân, thọ, tâm, pháp. Niệm thân Kaya-nubassana, rồi niệm thọ Vedana-nubassana, và niệm tâm Chitta-nubassana, và niệm pháp Thamma-nubassana. Thì niệm nó là một cái chi pháp hết sức là quan trọng trong cái sự tu tập và sự tiến hành thiền tuệ. Khi mà chúng ta muốn tu tập mà nếu mà không có cái niệm đầy đủ mạnh mẽ thì chúng ta sẽ không thành tựu được gì. Cho nên á, niệm là một cái yếu tố hết sức quan trọng đưa đến cái sự giác ngộ. Đó là một cái phương pháp để điều phục tâm, làm chủ tâm. Thì
khi mà chúng ta thực hành, chúng ta phải biết cái chi pháp niệm, thì niệm nó là một cái sở hữu đứng thứ hai trong cái phần mà sở hữu tình hảo biến hình. Thì cái niệm nó là sự chú tâm ghi nhận, ghi nhớ một cách tỉnh táo. Niệm hay là sự giác tỉnh, nhận thức rõ ràng những cái đối tượng mà hành giả đang ghi nhận. Ghi nhớ rõ, không có lẫn lộn. Khi một vị hành giả nếu mà có khéo luyện tập cái niệm của mình một cách mạnh mẽ thì sẽ đạt đến những cái lợi ích vô cùng to lớn. Thì cái đặc tính của niệm là gì? Là giữ giữ cho cái hiểu biết của mình không có quên, không có quên ghi nhận ở trên cái đối tượng. Các thiện pháp nó sẽ từ đó mà luôn luôn có mặt. Cho nên niệm là một cái chi pháp rất quan trọng trong thất giác. Như chúng ta trong cái phần vừa qua mình đã học á, khi mà chúng ta an trú niệm ở trên thân, trên thọ, trên tâm, hay là trên pháp, hay là gọi là niệm xứ, rồi trong cái lĩnh vực mà kiểm soát các pháp đồng sanh hướng thì để nó trú vững thì gọi là niệm quyền. Trong cái lĩnh vực mà tạo ra một cái sức mạnh để cho cái sự thực hành không có bị chao động á, thì gọi là niệm lực, là cái nó có một cái sức mạnh không có bị tác động. Rồi nếu mà cái chi phần mà để mà dẫn tới cái sự giác ngộ thì gọi là giác chi, niệm giác chi. Chính nhờ cái niệm giác chi mạnh mẽ đó, thì nó dẫn đến là cái pháp để mà đi đến giải thoát là chánh niệm. Cho nên là cái niệm đó, nó hết sức là quan trọng. Do đó mà được đề cập ở trong nhiều nhiều bài kinh, khi mà Đức Phật nhắc nhở các cái vị tỳ kheo cũng như các vị hành giả là phải luôn luôn có cái sự chánh niệm. Này chư tỳ khưu, Như Lai không thấy gì có năng lực hùng mạnh như tâm niệm để làm phát sanh những tư tưởng thiện chưa phát sanh và làm tan biến những tư tưởng bất thiện đã phát sanh. Với người có tâm niệm, những tư tưởng thiện nếu chưa phát sanh sẽ phát sanh, và những tư tưởng bất thiện nếu đã sanh thì sẽ tan biến. Do đó mà trước khi mà Đức Thế Tôn vô dương niết bàn thì cái di huấn tối hậu của Đức Thế Tôn là gì? Quá giá thầm mà sằng khà rá áp bắp mà đề ná sầm bá đề thá, các pháp hữu vi là vô thường, hãy kiên trì nỗ lực chớ có khinh sức dễ vui. Và lời dạy cuối cùng của ngài tướng quân chánh pháp, ngài Xá Lợi Phất: sầm má đề thá áp a áp bắp mà đề ná ê xá mê anu xà xá nà, hãy kiên trì chuyên niệm. Đó là lời khuyên của ta. Thì chúng ta thấy rằng trong cả hai cái lời căn dặn rất quan trọng này là cái chữ là liên tục ghi nhận không ngừng nghỉ, ghi nhận không gián đoạn. Thì khi mà nhờ có cái sự luôn luôn ghi nhớ biết mình trong các oai nghi
À, trong các cử chỉ hành động thì nó đem đến gì? Sự tỉnh thức. À, mà nếu hành giả đó không có sự ghi nhận mạnh mẽ liên tục như thế đó, thì cái sự tỉnh thức không thể sinh khởi. Và nhờ có cái sự tỉnh thức thì cái vị hành giả sẽ ghi nhận tất cả những cử chỉ hành động, những oai nghi, rồi những cái lời nói cũng như những cái suy nghĩ, những tác ý trong từng giây từng phút. Thì chỉ khi nào mà cái vị hành giả có đầy đủ sự tỉnh thức á, thì lúc đó đó mình mới kiểm soát, phân biệt rõ ràng những gì là thiện, những gì là bất thiện, để chúng ta nói năng hành động không có bị sai lầm. Cho nên cái sự hiểu biết mà xuyên qua cái tỉnh giác đó, và cái niệm mạnh mẽ, thì nó tạo cho cái tâm của chúng ta một sự an tịnh, vắng lặng, một sự yên lặng thật trong sạch của tâm, được gọi là tỉnh giác. Thì trong đời sống đó, sở dĩ mà chúng ta luôn luôn bị chao động giống như cái mặt nước. Cái mặt nước luôn luôn nó bị tác động bởi gió. Cho nên cái tâm của chúng ta đó cũng bị luôn luôn bị tác động bởi những cái ngoại cảnh bên ngoài, do những cái phiền não, do những cái trần cảnh bên ngoài mà nó làm cho chúng ta bị sao động. Thì khi mà cái quý vị thấy rằng những cái vật dụng gì mà nó ở trong nước đó, mà nếu mà nước bị đục hay là mặt nước bị sao động thì chúng ta không thể nhìn rõ các cái vật ở trong nước cho đến nào mà cái nước nó yên lặng, các cái cáu bẩn, đất cát ở trong 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 nước nó được lắng tụ, nước trở nên trong trẻo, thì chúng ta mới có thể nhìn thấy các cái vật mà nó đang chứa đựng ở trong nước. Cho nên khi mà cái tâm yên lặng đó thì nó có cái nhiệm vụ là thanh lọc những cái phiền não ô nhiễm, tâm trở nên trong sáng, thì lúc đó đó tâm luôn luôn có sự hay biết, tỉnh thức, tỉnh giác. Cho nên là luôn luôn chúng ta phải có cái sự nỗ lực. Khi mà những cái tham dục mà nó dấy động thì giống như là nước mà nó bị pha lẫn những cái tạp chất của đất cát, hay là của các loại màu. Rồi khi mà sân nó nổi lên thì giống như là quý vị đun nước sôi. Thì khi mà nước nó sôi như vậy đó thì những cái hình ảnh, những cái vật mà ở trong nước chúng ta thấy không rõ ràng, nó bị méo mó, sai lệch. Rồi nếu mà cái tâm mà trạo hối á, thì giống như nước nó bị những cái gợn sóng. Rồi khi mà hôn thụy nó sanh khởi trong nội tâm á, thì giống như là nước bị trộn lẫn với quật bùn dơ. Rồi hoài nghi thì giống như là nước có những cái rong rêu, những cái loại tảo ở trong nước thì nó sẽ che án cho chúng ta không thấy được. Cho nên á, là Đức Phật dạy con đường để mà chúng sanh thoát ra khỏi mọi đau khổ luân hồi, là con đường ấy chỉ có duy nhất là một. Đức Phật gọi là Ekayano Maggo, tức là cái phương pháp tu tập chánh niệm. Mà muốn thoát ra khỏi luân hồi
đau, chúng sanh phải đi trên cái con đường đó. À, thực hành một trong bốn niệm mục, hay là thực hành một trong tứ niệm xứ. À, và khi mà vị hành giả nỗ lực phát triển mạnh mẽ, đầy đủ về các pháp độ, đầy đủ về trí tuệ, thì cuối con đường của Bát Thánh Đạo, tức là Niết Bàn, là sự giải thoát ra khỏi mọi khổ đau. Ngoài cái con đường này đó, ngoài cái sự chánh niệm liên tục, thì không có cái phương pháp nào khác. Cho nên đó, là cái chi pháp đầu tiên trong thất giác chi là phải kiên trì thiết lập chánh niệm ở trên các đối tượng, luôn luôn phải có sự ghi nhớ bằng cái tâm tỉnh giác, với nỗ lực tinh thần vượt lên tất cả những cái chướng ngại của dễ vui buông lung, và cố gắng nỗ lực tinh thần, thì cái vị hành giả sẽ hướng đến cái con đường giải thoát. Cho nên là chỉ khi nào mà trong nội tâm của vị hành giả có đầy đủ chánh niệm tỉnh giác, thì tâm lúc đó sẽ không phóng túng, không có những cái phiền não sanh khởi. Cho nên do đó mà Đức Thế Tôn mới thuyết giảng cái niệm giác chi là cái chi phần đầu tiên, và đó là cái pháp để hỗ trợ cho các pháp đồng sanh. Thì trong kinh Đức Phật cũng dạy về các cái nhân để sanh niệm giác chi, tức là cái niệm mà là sát tí, đã biết mình trong các giai đoạn tiến hành của tâm. Rồi cái thứ hai là không thân cận với người hay thất niệm, những người mà không có sự tu tập về chánh niệm, chúng ta không nên gần gũi những người đó. Rồi thân cận với người có niệm vững mạnh, là người có trí nhớ, có sự tu tập. Rồi cái thứ tư đó là chúng ta phải có sự nỗ lực chú tâm mà một cách liên tục miên mật, không ngừng nghỉ, thì như vậy đó, càng ngày cái niệm của chúng ta nó mới trở nên mạnh mẽ. Rồi nhờ có cái niệm mạnh mẽ đó, thì chúng ta mới phân biệt, mới thấy được danh sắc nó sanh nó diệt như thế nào, chúng ta hay biết ghi nhận một cách rõ ràng như thế đó. Từ đó mà chúng ta thấy được cái sự sanh diệt của danh sắc, thì chúng ta thấy rõ được cái đặc tính của tam tướng là vô thường, khổ và vô ngã. Khi mà chúng ta hiểu rõ tất cả các đối tượng, dù là danh hay là sắc, nó cũng chịu sự chi phối bởi cái định luật của tam tướng, và chúng ta không thể nào mà kiểm soát điều khiển được chúng sanh diệt theo nhân, theo duyên. Từ đó chúng ta có sự hiểu biết để thoát khỏi ra những cái mê lầm tà kiến chấp thủ, thì từ đó sẽ hướng đến cái sự giải thoát tất cả những cái phiền não khổ đau. Do bấy lâu nay mình mê lầm, mình tà kiến sanh khởi, rồi mình chấp, cho nên
phiền não dấy động thì khổ đau nảy sẽ sanh khởi. Khi nào mà chúng ta có sự nỗ lực, cái niệm nó có khả năng để giữ vững cái tâm ngay trong giây phút hiện tại, hiểu rõ được cái nào là danh, cái nào là sắc, rồi danh nó sanh như thế nào, có diệt như thế nào, sắc sanh như thế nào, diệt như thế nào, chúng ta hiểu biết, ghi nhận một cách rõ ràng, tường tận. Thì như vậy đó, cái tâm chúng ta sẽ an trú ngay trong hiện tại, không có để cho phiền não có dịp sanh khởi. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ được cái tâm nó được an tịnh, vắng lặng. Rồi nhờ cái sự niệm mạnh thì nó sẽ cái gì, phát sinh cái trí tuệ, rồi tâm định nó sanh khởi. Đó, thì chính cái niệm mà nó là cái chi pháp khởi đầu của thất giác chi, mà muốn cho những cái chi pháp sau nó có điều kiện để sanh khởi, thì cái điều tiên quyết đầu tiên của vị hành giả, dù là quý vị hành giả đi đến bất cứ trường thiền nào, theo trường phái là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp gì đó, thì các cái vị thiền sư cũng hướng dẫn cho quý vị phải biết cái kỹ thuật để thiết lập cái niệm một cách rõ ràng, rồi phải liên tục, có thể thỉnh thoảng chúng ta có thể sau khi đi kinh hành, chúng ta ngồi nghỉ để cái thân nó được ngơi nghỉ, nhưng mà cái tâm chánh niệm là phải liên tục, không có được ngơi nghỉ. Thì nếu mà chúng ta trong đời sống, trong sinh hoạt, trong sự tu tập, mà nếu mà chúng ta cố gắng nỗ lực gìn giữ cái chánh niệm của mình mạnh mẽ liên tục, thì chính là cái chi pháp niệm giác chi nó sẽ hướng dẫn chúng ta đạt đến cái sự giác ngộ các cái lời dạy của Đức Phật, và sẽ thực hành đem đến những cái lợi ích tốt đẹp. Do đó đó mà chúng ta trước khi đi vào cái pháp hành, trước khi thực hành tứ niệm xứ, thì chúng ta phải hiểu biết cái chi pháp, cái niệm nó như thế nào. Đó, nếu mà cái vị hành giả mà tu tập thiền chỉ thì cái niệm nó chìm sâu ở trên một đối tượng mà thôi. Còn nếu mà cái vị hành giả tu tập tứ niệm xứ, thiền tuệ, thiền minh sát, thì sao, phải giữ cái chánh niệm hay biết bất cứ đối tượng nào nó đang diễn ra trong thân, thọ, tâm, pháp, trong thân ngũ quẩn, nó như thế nào, mình ghi nhận biết một cách rõ ràng, sáng suốt như vậy. Bất cứ đối tượng là sắc hay là danh, khi nó vừa sanh khởi, chúng ta kịp thời ghi nhận, rồi quan sát nó cho đến khi nó chấm dứt hay là diệt, mình biết rõ ràng từng giai đoạn, mỗi lúc mỗi nơi như vậy đó, ghi nhận đầy đủ, thì gọi là tỉnh giác, hiểu biết một cách tường tận rõ ràng. Trong cái phần mà niệm giác chi, thì cũng qua những cái tìm hiểu qua cái kinh điển và những cái lời dạy của các bậc trưởng lão, thì cũng xin chia sẻ với quý vị. Bây giờ thì xin cung thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái bài học ngày hôm nay.
niệm giác chi. Nếu mà cái niệm giác chi này mà chúng ta hiểu biết một cách rõ ràng tương tận, thì trên cái sự thực hành, thực hành tứ niệm xứ hoặc là thiền quán, thiền tuệ, thiền minh sát, thì quý vị sẽ có sự tiến bộ. Do đó mà chúng ta cần phải hiểu biết rõ ràng để áp dụng, để thực hành vào cái phương pháp hành cho nó đạt được những cái lợi ích tốt đẹp ngay trong đời sống hiện tại. Và cũng chúc chư tôn đức pháp thể khang an, cũng như chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, nỗ lực tu tập, thực hành và cố gắng phát triển niệm giác chi của mình mỗi ngày một mạnh mẽ, tốt đẹp hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Và bây giờ xin mời đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Dạ con, Nguyên Trang một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ sa thú, sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay thất giác chi ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng đạo tràng có thắc mắc gì bài học ngày hôm nay có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Và con kính mời. Và con kính mời đạo tràng. Chị Từ Mẫn có câu hỏi không ạ? Kính mời Sức Thè. Kính mời Huynh Thính Pháp, kính mời Huynh Giang Nhất Hà. Dạ, kính mời Huynh Mỹ và con kính mời đạo tràng, kính mời chị Hồng Nhung. Dạ, con thấy sao không có vị nào có thắc mắc hết. Ồ, sa thú bàn tay của Huynh Giang Nhất Hà. Dạ, Nguyên Trang kính mời. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con xin đảnh lễ sư Pháp Thanh, sư Pháp Trang. Con không biết có sư và dạ, sư Thanh Tâm cùng toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, con có câu hỏi như thế này, sư có thể giảng rộng hơn cho con về cái chữ niệm ở trong cái thất giác chi và hai cái chữ niệm ở trong ngũ căn và ngũ lực khác nhau như thế nào vậy thưa sư? Dạ con chỉ có câu hỏi như vậy thôi và mong sư giảng rõ cho con. Dạ con tri ân sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Thì hồi nãy sư cũng có đề cập đó. Tức là nếu mà cái niệm á, nó là mình đừng có lẫn lộn. Cái căn này nó dễ lẫn lộn với nhãn căn, nhĩ căn, cái sáu cái căn lắm. Mà mình hiểu là cái niệm quyền, niệm quyền nó là một cái khả năng để nó cai quản các pháp khác đồng sanh, đó là gọi là niệm quyền. Mà khi mà muốn nó cai quản được các cái pháp khác đó, nó giữ vững khi mà mình thực hành đó, thì phải phát triển cái sức mạnh của nó. Cái sức mạnh của nó là chúng ta phải niệm liên tục. Niệm liên tục rồi sao phải có cái sự hỗ trợ của sự tinh tấn nữa. Thì niệm nó được hỗ trợ bởi cái tinh tấn đó, thì nó có càng lúc nó có mới có sức mạnh. Sức mạnh lúc đó đó nó trở thành niệm lực. Niệm lực mà mạnh đó, thì nó có thể đối trị với cái phóng tâm, cái phóng dật. Lúc đó là cái niệm mình nó mới trú vững ở trên đối tượng. Thì khi mà cái niệm lực nó mạnh á, nó mới đưa đến
cho cái định có thể phát sanh. Đó. Cho nên là chúng ta phải hiểu cái từng giai đoạn. Lúc đầu đó là chúng ta niệm, mà cái niệm nó khởi đầu, nó dẫn cho các cái chi pháp khác, và nó cai quản các cái pháp khác, gọi là niệm quyền. Giống như cái ở cái mỗi một cái địa phương nó có cái chính quyền. Chính quyền là những cái người mà giữ cái gì hành chính, an ninh, trật tự rồi gì đó, cai quản trong cái khu vực đó, gọi là chính quyền. Thì cái niệm lúc đó đó nó có cái khả năng để mà cai quản các cái pháp đồng sanh, là niệm quyền. Rồi nó có cái sức mạnh, nó sức mạnh để đấu trị với cái pháp nghịch. Thì cái gì? Thường thường cái tâm của chúng ta là buông lung, buông lung phan duyên theo trần cảnh, phóng túng, phóng vật. Thì cái niệm này đó là nó có sức mạnh, cái sức mạnh của nó để đấu trị, nó giữ không cho các cái phiền não nó tấn công, nó dấy động. Cho nên đó, nếu mà cái vị hành giả đó, khi mà quý vị trú niệm ở trên hơi thở vô, hơi thở ra, mà nếu mà cái niệm của mình đó, nó không có sự nỗ lực, không có mạnh mẽ đó, thì sao? Thì phiền não phóng tâm, phóng vật nó sẽ về, sẽ nhảy vô, nó lôi cuốn. Không. Cho nên là phải có cái niệm quyền cho mạnh, để đẩy lùi các pháp nghịch. Rồi nhờ có cái niệm này nè, cái niệm mạnh mẽ, xuyên suốt vậy đó, thì sao? Mình luôn luôn mình có sự ghi nhớ biết mình, mà ghi nhớ biết mình, biết mình đang ở trong quay nghi nào, đi đứng ngồi nằm, hay là hoặc là mình đang nói năng, đang làm việc, đó. Thì mà mình có sự ghi nhớ biết mình như vậy, gọi là có tỉnh giác, có hay biết, là không có lẫn lộn. Cái trạng thái của niệm là nó giữ cho mình ngay trong cái giây phút hiện tại, mình hay biết rõ ràng, các cái đối tượng như thế nào, biết như thế đó, mình không có sự lẫn lộn đó. Thì khi mà chúng ta niệm, chúng ta biết cái nào là danh, cái nào là sắc, đối tượng như thế nào, nó sanh như thế nào, nó kéo dài như thế nào, nó diệt như thế nào, mình ghi nhận biết một cách rõ ràng như vậy, không có lẫn lộn. Ví dụ bây giờ chúng ta niệm thở vô, thì sao mình biết là cái tâm ghi nhận cái chuyển động của hơi thở vô nó là dành, rồi cái chuyển động mà nó diễn ra cái hơi thở vô nó là thuộc về sắc, thì cái tác ý sanh khởi trước, rồi cái hành động nó diễn ra, nó luôn luôn như vậy theo cái quy luật nhân quả, rồi nó sanh rồi nó diệt, nó sanh nó kéo dài như thế nào biết, nó diệt mất lúc nào biết, mình ghi nhận rõ ràng ba cái thời điểm như vậy, đầy đủ, thì gọi là chánh niệm tịnh giác, không có lẫn lộn, không có trước không sao. Nhiều khi mình niệm mà nếu mà không có cái sức mạnh á, không mạnh mẽ đó, thì có nhiều khi á là cái hơi thở nó diễn ra rồi mình mới niệm, hoặc là sao, lúc đó mình lơ mơ, mình ghi nhận nó không rõ ràng, nó lẫn lộn đó. Thành ra là cái niệm, nếu mà niệm lực mạnh mẽ và đưa đến cái niệm giác chi đó, là chúng ta phải niệm một cách miên mật, mạnh mẽ và luôn luôn có sự tỉnh giác, tỉnh thức, nhận thức rõ ràng đối tượng là danh hay là sắc hay là sanh hay là diệt đó. Thì mình phải ghi nhận rõ ràng như vậy
để nó dẫn tới cái sự hiểu biết, sự nhận thức, định luật tam tướng trên tất cả các đối tượng. Như vậy nó trở thành là niệm giác chi, để có đưa đến cái sự giác ngộ. Còn lúc đầu đó thì chúng ta mới tạo, lúc đầu các vị hành giả sơ cơ thì mới là niệm thôi, mới chỉ niệm thở vô phòng sộp thở ra vậy đó. Nhưng mà phải một thời gian quân tập thường xuyên thì lần hồi nó mới trở thành là niệm quyền rồi niệm lực. Khi mà nó có sức mạnh niệm mạnh rồi đó, rồi giữ vững, phân biệt được các đối tượng nó như thế nào, biết rõ như thế đó, để hướng đến cái sự giác ngộ thì gọi là niệm giác chi. Thành ra nó từng bước, từng giai đoạn như vậy để mình biết, để trong cái sự tu tập cho nó được kết quả tốt đẹp. Thì chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt A Di Đà. Dạ, Nam mô Bụt A Di Đà, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sang Ca Di Đà. Con đảnh lễ sư Tinh Tâm, sư Pháp Thanh, sư Pháp Tráng, cùng chư Đức Tăng, với bà cô tu nữ cùng thể đạo tràng. Dạ thưa sư, con có câu hỏi, một hai câu hỏi, hai phần nữa sư. Nhưng mà hình như chỉ đã trả lời một số ít trong cái câu trả lời vừa rồi, thì sẵn đây theo con câu hỏi nữa, nếu sư trả lời được thì khai mở cùng cho con. Dạ thưa sư, những này cái niệm lực hồi nãy sư nói, những cái niệm lực đó sư, cái niệm lực đây là có thể là một sự huân tập mà miên mật thường xuyên. Có phải là giống như mình tập thể dục thường xuyên trong mỗi ngày, mình đi liên tục như vậy, nó sinh ra một cái lực mình khỏe mạnh hơn. Cũng giống như mình ngồi mà hành thiền đó sư, là có thể là mình hít thở hay chú tâm một đối tượng liên tục miên mật ngày này sang tháng nọ, và từ đó nó sinh ra một cái lực mà có thể là niệm lực không thưa sư? Và cái niệm lực á, câu hỏi thứ hai, niệm lực nó có lợi ích gì trong lúc hành thiền thưa sư? Nó đưa đến cái định lực sau này hay là như thế nào? Dạ thì sư dẫn rõ chứ này dùm cho con dùm một phần. Nam mô Bụt A Di Đà, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sang Ca Di Đà. Thì cái niệm lực á, cái sức mạnh này á, thì nó cũng giống như mình tập thể dục vậy đó. Nếu mà mình muốn có sức khỏe thì hàng ngày mình phải vận động, mình tập các cái bài thể dục. Hay là có những người mà đi đến những cái phòng nó có những cái dụng cụ để tập, để nâng cao cái thể lực, cái sức khỏe của mình. Thì cái muốn có cái niệm lực á, thì lúc đầu chúng ta cũng phải tập, chúng ta phải tập niệm đó. Thì chị thấy rằng cái chiếc xe không, cái chiếc xe nó đang đậu, mà bây giờ muốn cho nó di chuyển, muốn cho nó chạy á, thì sao? Người ta phải khởi động. Khởi động rồi lúc đầu á là nó còn cái sức y, nó trì trệ rồi bắt đầu mấy vô số kia nọ đó, từ từ thì cái xe nó mới chuyển động, nó mới chạy. Mà khi mà nó chạy rồi á, nó tạo một cái lực, một cái trớn. Mà khi mà quý vị mà muốn thắng xe lại đó, muốn ngừng lại đó, tại sao? Nó còn một cái lực, cái quán tính của nó đó, nó còn một kéo dài một chút rồi nó mới ngừng. Thì cái khi mà xe nó chạy đó, rồi nó có một cái lực hướng về cái phía trước. Mà bây giờ có một cái diện gì đột ngột mà mình muốn dừng lại đó, thì nó còn cái trớn. Thì cái lực ở đây nó chính là cái đó đó, cái quán tính đó.
cái trớn nó còn mạnh. À thì cũng vậy, khi mà cái lúc đầu mình tu tập đó, cái niệm mình nó còn non yếu, dễ bị sao động, dễ bị phiền não nó tấn công, cho nên cái tâm mình hay bị phóng dật, à nó chen vô là vậy á. Rồi mình tu tập một thời gian, à ví như lúc đầu mình mới tu tập, giống như chiếc xe mà nó mới khởi động thôi, à rồi mình tập nhiều ngày, mỗi ngày à mình phát triển cái niệm của mình mạnh chút, mỗi ngày phát triển chút mạnh chút, giống như cái chiếc xe đó, càng lúc cái tốc độ nó tăng dần lên, à tăng dần lên, cái quán tính nó mạnh mẽ hơn, đó thành ra đó, lúc đó đó cái niệm của mình á nó mạnh mẽ thì phiền não nó không thể chen vô được, à đó, mình trú vững ở trên đối tượng. Thành ra lúc đầu đó vị hành giả nào á mới lúc đầu tu tập cũng than rằng sao mà hành thiền khó quá, con bị phóng tâm quá. Đó thành ra là lúc đầu cái sự tu tập của mình á, cái lực của mình nó còn non yếu, chưa đủ sức để đương đầu đối trị với phiền não, cho nên á mình bị cái phiền não, cái phóng dật nó quật ngã thì không sao, à hả, nó quật ngã nó lôi mình đi, mình nhớ là phải trở lại, à cho nên á ngài hòa thượng Sư Minh ngài nói á, cái bổn phận của mình á là hay biết, à nếu mà phiền não nó lôi cái tâm mình đi, à thì mình đem nó trở về, à một dù trong một cái thời thiền đó mà có phóng dật 100 lần, mình cứ ghi nhận 100 lần, à cứ nó chạy đi thì mình đem trở về, à nó phóng tâm thì mình đem phóng tâm đem nó trở về, vậy thôi. À rồi muốn cho cái niệm lực à cái càng lúc nó càng mạnh thì chúng ta áp dụng miên mật vô trong cái đời sống sinh hoạt, à mỗi giây mỗi phút, rồi mỗi cái hành động, mỗi cái quay nghi, à cho nên á là khi mà cái trớn á, cái lực của nó mạnh á, à là cái trớn của nó đó, à vị hành giả khi mà ngủ, trong khi mình ngủ mình cũng có hay biết, à mình vừa thức giấc là mình đã có niệm đó lại rồi, à nó mạnh mẽ thế này á. Nhưng mà cái này á là chỉ có khi mà chúng ta ở trong cái trường thiền, những cái môi trường mà gần gũi à với cái sự để gìn giữ chánh niệm, tức là ai cũng gìn giữ chánh niệm, ít có bị tác động bởi ngoại cảnh bên ngoài, không? Thành ra mình dễ giữ và tạo cái trớn nó mạnh hơn. À, chứ còn mà khi mà chúng ta trở về à, gia đình hay là ở những cái nơi mình làm việc ở ngoài xã hội à, thì chúng ta à, dễ bị sao động, cho nên là ngài hòa thượng mới dạy là cái trường thiền là độ để cái chỗ cho mình á, mình tu tập mình tạo được cái niệm lực cho nó mạnh, mà niệm lực cũng mạnh rồi á thì mình phải trở về ở gia đình, phải trở về để đi làm việc, phải trở về để sinh hoạt hàng ngày, à để mình thử thách coi cái năng lực của mình á, là mình ở trong thiền thời gian bây giờ á, mình về cái chánh niệm của mình nó như thế nào để biết. Mà nếu mà nó bị tấn công, nó non yếu quá, à nó ấy á, thì mỗi ngày mình dành thời gian ra mình tu tập, à để mình dung bồi nó, à thì cũng giống như cái người mà muốn có sức khỏe thì mỗi ngày phải dành ra 15 phút, 20 phút, nửa tiếng mình đi bộ nè, à mình tập các cái động tác để cho cơ thể nó vận động, nó có sức khỏe. Đó thì cũng vậy, nếu mà muốn cái niệm lực của mình nó mạnh lên thì mỗi ngày mình phải dành ra khoảng chừng nửa tiếng hoặc là một tiếng, một ngày một thời hoặc hai thời để mà mình ngồi thiền. À lúc đó thì mình thu thúc các căn để mình chú
một vào một cái đối tượng mà thôi. À, thì lúc đó đó, à, mỗi ngày mình tu tập như vậy, mình dung bồi, à, thì cái niệm của mình mỗi ngày nó mới mạnh mẽ, nó mới có đủ sức để đương đầu, để đối trị với các cái pháp đối nghịch, là như là dễ vui, như là tinh tật, như là phóng dật, chẳng hạn đó. Rồi á, cái đó là dung bồi cái niệm lực, thì cái niệm lực nó mạnh á, thì nó mới dẫn tới cái niệm giác chi, mà niệm giác chi nó đủ mạnh rồi đó, thì mới trở thành cái chánh niệm ở trong bát chánh đạo. Thì nó phải đi từng bước như vậy á. Dạ, xin giải đáp cái thắc mắc của chú gì đó. Chúc chú nhiều sức khỏe, ăn vui. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ, chú tịnh tâm. Dạ, Nam mô Bố Thầy giá, Nam mô Thầm Ma giá, Nam mô Sàng giá. Dạ, để tiếp tục câu hỏi của con nữa, thưa sư. Thì sư giảng rất là chi tiết về vấn đề niệm lực, con cảm ơn sư rất là nhiều. Dạ. Để từ mà cái từ niệm lực mà chuyển sang định lực, thưa sư, thì phải tiến trình nó đi như thế nào để khi mình biết là mình có đủ cái niệm lực rồi, mình có để là cái phiền não hay là sự phóng tâm nó bớt dần, thưa sư. Thì đến giai đoạn nào mà mình có thể biết được là mình đã có được cái định lực, thưa sư. Câu hỏi thứ hai là sư vừa nói là từ cái niệm lực mà đủ năng lực đó, sư tiến đến niệm giác chi, rồi cuối cùng mới đến chánh niệm đó, thì sư cứ khai mở rộng cho tụi con hiểu vấn đề này. Tức là từ niệm lực đó, thì làm sao mà mình cái tiến trình đi như thế nào để mình biết được mình có được cái định lực trong một đối tượng hay trong một cái sinh hoạt nào đó, thưa sư. Và câu hỏi thứ hai là từ cái niệm lực mà muốn tiến đến cái niệm giác chi và chánh niệm, thì sư có thể giảng rộng ra. Cảm ơn sư rất nhiều. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Thầy giá, Nam mô Sanh Thầy giá. Thì khi mà cái niệm mà nó có cái sức mạnh rồi đó, nó giữ vững an trú được trên cái đối tượng đó, thì sao? Thì nó mới phát triển được cái định, cái định lực ở đây nó phát triển là sao? Tức là cái vị hành giả bất cứ trong lúc nào mà khi mà đi kinh hành hay là hoặc khi tọa thiền hay là trong cái sinh hoạt hàng ngày đó, cái tâm của mình đó, nó an trú trên đối tượng một cách vững vàng, không có bị chao động, không có để cho cái tâm nó chạy theo trần cảnh bên ngoài, không có bị phóng dật xảy ra diễn ra đó, thì lúc đó gọi là định. Chúng ta có thể hình dung giống như là quý vị đốt một cái ngọn nến, đốt một cái ngọn đèn dầu, mà ở trong cái nơi mà kín gió đó, thì cái ngọn đèn dầu đó nó đứng yên, đó, không có bị chao động. Thì quý vị biết rằng cái ngọn nến hay là cái ngọn của cái đèn dầu đó, thì nó rất là dễ bị sao động. Chỉ cần một cơn gió thoảng rất là nhẹ, nó cũng sao động nữa. Mà nếu mà chúng ta quan sát với cái sự hiểu biết của mình á, thì khi mà cái tâm mình định á, là nó giống như cái đứng yên như cái ngọn nến vậy đó. Lúc đó là định, có định có mặt đó. Thì chính nhờ có niệm tạo nền tảng, nó trở thành một sức mạnh kiên cố để tạo cho cái định sanh khởi. Mà khi cái định á, nó kiên cố mạnh mẽ, nó trú vững trên đối tượng, thì lúc đó đó cái tâm nó mới yên tĩnh giống như cái mặt hồ, mặt hồ phẳng lặng,
À, nhờ có cái sự an tịnh vắng lặng của cái nội tâm đó mới có điều kiện để cho trí tuệ sanh khởi. À, còn nếu không á thì trí tuệ không thể nào sanh khởi. À, cho nên á là quý vị mới thấy rằng như nãy sư nói, do cái tính chất quan trọng của niệm, cho nên là trong thất giác chi thì Đức Phật đề cập đến cái niệm là cái chi pháp đầu tiên. À, nếu mà chúng ta nỗ lực thực hành mà cái niệm của mình non yếu mà không trở thành niệm lực thì không thể nào mà thành niệm giác chi. À, mà không có niệm lực, không có niệm giác chi thì chúng ta không thể nào đưa tới định lực hay là chánh định đó. Cho nên là chúng ta phải hiểu trong cái quy luật nhân quả, trong cái quy luật của các pháp, là những cái pháp nào nhất thiết tiên quyết phải có. Chính những cái pháp này nó bắt buộc nó phải có mặt để tạo cái nền tảng để cho các cái pháp nó sanh khởi. Cho nên là cái con đường giới định tuệ thì giới nền tảng để nâng cho định tâm. Mà khi mà tu tập á thì niệm nó là cái nền tảng căn bản để nâng đỡ, tạo điều kiện để cho định sanh khởi. Mà khi mà định sanh khởi, định có mặt mạnh mẽ, an trú trên đối tượng, không dao động, thì lúc đó là tuệ mới sanh khởi. Lúc đó là niệm hay là định trở thành là niệm giác chi, định giác chi, và đưa đến cái trí tuệ giải thoát. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của thính pháp. Chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ, từ mẫn con cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Thành. Dạ, lâu quá rồi con cũng không gặp sư. Con kính chúc sức khỏe sư. Con có câu hỏi về niệm với bạch sư. Nhưng mà thấy con nghĩ là con cũng vô minh quá. Nếu mà bạch sư, con biết là bạch sư ngày xưa là đệ tử của ngài thiền sư Suamin, ngài dạy về niệm tâm, thì hôm nay con có cái câu hỏi, thì tại vì con hơi thắc mắc. Con có đọc sơ qua cái cuốn của ngài thì cũng lâu lắm rồi, thì ngài có nói là chánh niệm, niệm tâm và thân hành niệm, bạch sư. Thì con thấy là từ cái chánh niệm, thì có chánh niệm có phải là mình biết hết những cái gì mình làm, áp dụng trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, đi đứng đụng chạm trong cái công việc hàng ngày của mình, để mình biết cái gì mình làm, cái gì mình đụng, cái gì mình biết, những cái đó là mình thực sự là mình va chạm, mình tỉnh giác, đó là những cái chánh niệm mình làm, mình hiểu biết những cái gì mình làm. Còn cái niệm tâm á, là khi những cái gì phát xuất trong cái tâm mình nó khởi lên, hại ai, giết ai, thương ai, cái đó từ trong tâm mình nó phát ra, cái đó là niệm tâm. Còn cái mà thân hành niệm, thì thân hành niệm có nghĩa là trong cái tứ quay nghi, đi đứng nằm ngồi, mình đi đứng nằm ngồi của cái vị hành giả đó, thì những cái gì nó phát xuất ra trong cái đó đó, mình nhìn mình biết nó như thế nào,
Thì trong cái ba cái này đó thì con dốt quá bạch sư, con biết sư với ngài Suvamin thì cũng không lạ gì, cho nên con kính sư giảng rộng cho con biết từ cái chánh niệm nó khác xa với cái thân hành niệm và cái niệm tâm như thế nào bạch sư, cho con rõ. Con dạ con kính tri ân sư, và con xin xuống mít và kính tri ân đạo tràng, con kính dâng mít cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Hà Giá. Thì chúng ta hiểu như vậy nè, thân hành niệm ở đây là chỉ cho tất cả những cái diễn trình gì mà nó diễn ra trên thân, từ cái hơi thở vô, hơi thở ra, hay là phòng xọp, hay là hoặc là đi đứng ngồi nằm, hay là những cái tiểu oai nghi như là co duỗi, vân vân, bất cứ những cái gì mà nó diễn ra ở trên thân, mình đều ghi nhận tất cả, thì gọi là thân hành niệm, hay là niệm thân đó, tùy theo các cái vị mà dịch giả họ sử dụng. Nhưng mà là nhớ niệm thân hay là thân hành niệm là tất cả những gì nó diễn ra trên thân là đúng. Rồi bây giờ niệm tâm thì chúng ta biết tất cả những cái diễn biến, những cái trạng thái của tâm, ngay thời điểm hiện tại nó như thế nào, mình biết nó như thế đó. Bây giờ cái tâm mình có niệm tỉnh giác, mình biết. Mình giả dự hôn trầm, mình biết. Mình bực bội khó chịu, mình biết. Mình muốn cái này, muốn cái khác, dính mắt, tham muốn, mình biết đó. Tất cả những cái này là nó diễn ra trong tâm thì mình đều ghi nhận tất cả. Trường hợp khi mà mình thực hành, giả dụ bây giờ mình ngồi lúc đầu là mình niệm hơi thở vô, hơi thở ra, mình theo dõi ghi nhận cái hơi thở vô, hơi thở ra, là gì, là thân hành niệm. Nhưng mà một lúc đau tê nhất nó xảy ra, thì lúc này đó mình hay biết về cái trạng thái tâm nó đang xảy ra, nó bực bội, nó khó chịu ở trong nội tâm, thì mình quan sát cái sự bực bội, sự khó chịu này của tâm thì nó trở thành là cái quán tâm, hay là niệm tâm. Thì nó như thế nào là mình biết nó như thế đó. Rồi bây giờ mình sử dụng cái danh từ là chánh niệm. Chánh niệm thì nó có cái bước đầu để mình áp dụng vào các cái đối tượng mà mình đang quan sát. Thì có khi mình gọi là chánh niệm. Cho đến khi nào mà chúng ta quan sát bất cứ đối tượng nào, dù là danh là sắc, mà mình hiểu biết được tất cả đối tượng đó, nó đang sanh trụ diệt như thế nào, ghi nhận rõ ràng như thế đó, mình không lẫn lộn đó, thì cũng gọi là chánh niệm. Nhưng mà cho đến khi nào mà cái niệm này mà nó phát xuất từ ở trong các bát chi đạo đưa đến cái sự giải thoát, thì lúc đó là mới đúng là chánh niệm. Còn lúc đầu là chúng ta chỉ là bước đầu của cái chánh niệm mà thôi. Đó, cho nên chúng ta phải hiểu từng bước. Giống như bây giờ mình mới quy y,
À, mình mới quy y thì gọi là Phật tử, là cái người mà học hỏi theo Phật thôi. Chừng nào mà chúng ta bước vào dòng thánh, từ từ bậc thánh sơ đạo sơ quả Tu Đà Quần, à, thánh nhập lưu, thì lúc đó mới mới gọi đúng là đúng nghĩa là Phật tử. Tại vì lúc đó cái vị mà đắc Tu Đà Quần rồi đó là không bao giờ, không bao giờ cái niềm tin còn lay động đối với Tam Bảo, không còn bao giờ mà đi theo các cái tà thuyết ngoại đạo nữa, thì lúc đó mới mới đúng là Phật tử. Còn bây giờ á, mình mới quy y nhưng mà cũng mượn mượn cái danh là Phật tử chứ chưa chưa đúng thật ha. Đó, cho nên mình phải hiểu vậy đó. Bây giờ á, mình mới mới tập mà mình mới tập thời gian có cái niệm theo cái các cái phương pháp chân chánh, thì giờ mình gọi là chánh niệm chứ nó chưa có đúng đúng hẳn. Đến khi nào cái niệm mình á, nó phát xuất đầy đủ cùng bãi chi đạo khác ở trong bát thánh đạo, thì lúc đó đó mới đúng là chánh niệm đó. Ha, cho nên mình hiểu như vậy để mà chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập. Chúc cô Từ Mẫn nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bố Tha Giá. Nam mô Bố Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Dạ con trước hết con kính lãnh lễ quý sư và dạ, kính chào đạo tràng. Dạ sa thú sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy những câu hỏi của Phật tử ngày hôm nay ạ. Dạ rất là sa thú huynh Thính Pháp, chị Từ Mẫn và huynh Giang đã đặt câu hỏi. Dạ con không biết là đạo tràng còn câu hỏi nữa không ạ. Dạ con kính mời. Mình còn cũng vài phút nữa ạ. Dạ con không biết là còn không ạ. Dạ nếu mà không, one more. Okay, dạ Nguyên Trang kính mời huynh Thính Pháp ạ. Dạ Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Dạ Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tăng Khai Giá. Dạ thời gian không còn bao nhiêu thưa sư. Dạ cho con đi hỏi thẳng vấn đề như thế này thưa sư. Dạ cái chỗ mà danh từ mình lập niệm với hành thiền thưa sư, nó giống nhau và khác nhau như thế nào? Chẳng hạn như mỗi tối tụi con ráng ngồi 15-20 phút, thậm chí đôi khi nửa tiếng đồng hồ nữa sư, hít thở thôi sư. Nhưng mà cái đó có thể gọi là hành thiền chưa? Hay là chỉ đến bắt đầu lập niệm tập cho cái niệm mình nó có được cái định lực, nó chú tâm vào hơi thở đó sư. Như vậy thì cái sự giống nhau và khác nhau của cái sự lập niệm với hành thiền nó như thế nào? Và đến một giai đoạn nào thì cái từ lập niệm có thể chuyển qua gọi là hành thiền thưa sư? Thưa sư có thể khai mở vấn đề này cho chúng con ạ. Dạ Nam mô Bố Tha Giá. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Thì thật sự ra đó, có đôi lúc mà chúng ta học hỏi rồi đó, mình phải bỏ cái ngôn từ, mình bỏ ngôn từ để mình đi vào cái thực tế, cái chân đế. Chứ còn nếu mà mình cứ lu bu trong ba cái ngôn từ đó thì nó rối rắm lắm. Thì cái mà trong cái bài kinh mà tứ niệm xứ đó, thì mình đặt cái niệm của mình ở trên thân, gọi là thân niệm, thân hành niệm. Còn nếu mà mình quán sát vào tâm thì gọi là quán tâm, mà quán sát vào các cái trạng thái cảm giác thì gọi là quán thọ, quán sát về cái sự vận hành sanh diệt của pháp thì gọi là quán pháp. Rồi khi mà mình hành thiền, hành thiền thì gì? Cái hành thiền, cái mục đích của hành thiền nó là giữ chánh niệm, có niệm, hay biết tỉnh giác đó. Cho nên á,
là không phải khi nào mình tọa thiền, mình đi kinh hành thì mới gọi là hành thiền, mà chúng ta bất cứ lúc nào, bất cứ trong cái trường hợp nào, bất cứ quay nghi nào mà chúng ta có sự hay biết tỉnh giác, đó là thiền. Thiền là gì? Thiền là để quay lại hiểu biết rõ ràng, tỉnh thức ngay giây phút hiện tại là thiền. Thành ra đó, lúc đầu mình phải tập một trong bốn chỗ, tùy theo cái căn cơ của mỗi vị mình chọn để mà chúng ta thực hành. Nhưng mà khi mà mình mà tập một thời gian ấy, thuần thục rồi đó, thì bất cứ dầu là thân hay thọ hay tâm hay pháp gì đó, mình cũng phải ghi nhận. Đó là vậy đó. Thành ra đó, đến cái lúc mà mình thực hành rồi đó, mình áp dụng thiền vào trong đời sống đó, thì dù là trong làm việc, mình đang làm việc nhưng mà mình hiểu biết mình đang viết, mình đang đọc cái gì đó, mình đang làm cái công việc gì, ví dụ mấy cô là sắt gọt nấu ăn gì đó, mà mình biết ngay cái công việc mình đang làm là hành thiền, chứ không phải chỉ khi nào mà mình nhắm mắt mình ngồi ở trên thiền đường, mình nhắm mắt cái trong phòng trước bàn Phật để mình hành thiền mới gọi là thiền đó. Cho nên á, cái thiền mà đúng nghĩa đó là ở mọi lúc mọi nơi, bất cứ lúc nào mà mình có sự hay biết tỉnh giác thì gọi là thiền ha. Rồi có nhiều cái danh từ, như hồi đó sư nghe ở bên Bắc Tông có cái câu là hạ thủ công phu, trời nghe nó ghê lắm. Chứ sự thật hạ thủ công phu chẳng qua là cũng ngồi thiền thôi, cái gì lúc đó là mình tọa thiền thôi đó. Mình chú tâm về đề mục gì đó để mình hành thiền, chứ có gì mà ghê gớm mà hạ thủ công phu rồi dữ dằn đó. Cho nên á, là có cái câu á, là Phật pháp lưu truyền tám dạng tư, học hành không thiếu cũng không dư, hôm nay gẫm lại chừng quên hết, chỉ nhớ trong đầu một chữ như. Đối tượng nó như thế nào mình biết như thế đó, ngay giây phút đó, ngay thời điểm đó, đối tượng nó như thế nào biết như thế đó. Nó sanh, nó trụ hay nó diệt, mình ghi nhận biết liền ngay tại thời điểm đó là thiền, chứ không phải đi kinh hành mới là thiền, ngồi tọa thiền mới là thiền, ngồi niệm 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 mới là thiền, mà bất cứ lúc nào, bất cứ giây phút nào, bất cứ sát na nào, chúng ta có đầy đủ niệm tỉnh giác, ghi nhận đối tượng cách rõ ràng, không so sánh, không phân biệt, không xét đoán, nó hiện khởi, nó sanh như thế nào, nó đến như thế nào, biết như thế đó, rồi nó trụ thời gian kéo dài bao lâu mình biết, nó diệt lúc nào, nó ra đi lúc nào, mình biết như thế đó, vậy thôi. Bất cứ đối tượng nào, dù là danh hay là sắc, mình cũng đều ghi nhận tất cả, thì cái đó gọi là thiền. Thì cũng xin giải thích với cái thắc mắc của thính pháp. Chúc nhiều sức khỏe, an vui. Và đến đây thì thời gian cũng vừa phải lẽ. Và bây giờ thì xin mời cụ Nguyên Trang có thể sám hối rồi thỉnh sư Pháp Trang phúc chúc để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Cái phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang, kính chúc quý tu nữ cũng như quý Phật tử có thêm được nhiều những cái kiến thức, những cái hiểu biết
để áp dụng vào trong đời sống, đem đến những cái lợi ích ngay trong hiện tại và hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả chư thiên hoan hỷ với phước báo. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay và trả lời những câu hỏi thắc mắc của đạo quý Phật tử của chúng con ngày hôm nay. Dạ, con kính tri ân sư rất nhiều và kính cảm ơn quý đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. Dạ, con không biết sư Pháp Trang. Hình như sư Pháp Trang ra. Sư Pháp Trang còn đây. Dạ, con không biết sư Pháp Trang có trước máy không ạ. Dạ, con kính thỉnh sư Pháp Trang chúc phúc cho đạo tràng của chúng con. Dạ, sa thú, con kính dâng mít lại cho sư ạ. Nam mô Phật Thầy Giá. Con xin thay mặt Tôn Tạo Pháp Thanh cùng chư Tôn Đức Tăng để phúc chúc đến toàn thể đạo tràng và Phật tử. Nam mô Phật Thầy Giá. Atalata Soketa Ralaha Puatasa Sane Arora Soketa Ho Hisaha Sape Hinyate Pe Pavato Sa Pamangkalanga Kanto Sa Padewata Sa Papuata Nupawe Nasada Sotim Pavanto Te Pavato Sa Pamangkalanga Kanto Sa Padewata Sa Patamam Nupavena sada sati pavantu te pavantu sa pamangkalang rakantu samba devata sa pasangkam. Nupavena sada sati pavantu te. Cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn được an vui cho mình và những người trong gia viên, cả thải tất cả phước bao hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, ca sự an là thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thụ, sa thụ lành thai. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Trang đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Ya de wa ta san vi ti ha ra wa si ni pu ve ka ro ka re po ti ka re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pa wan tu pu chi ta so tin ka ron te ka vi ha ra man da le Thế ra cha mắt cha na wa ka cha phít Kawo Saramikada Napati Upa